bà đã nói cái giống gì để thằng Kim Cẩm nó đi biệt dạng rồi đó? Nói cái giống gì hả? Mình sống với tôi mấy chục năm rồi, mình thấy tôi có chặt lòng chặt dạ với mình, hay là hẹp hòi, không coi con ruột của mình như là con ruột của tôi? Nhưng mà càng ngày tôi thấy nó không có gì giống mình hết, nên tôi nói là không giống. Và hỏi nó có mưu mô gì mà nó đi tìm tới nhà mình. Bà nói vậy, hèn chi nó bỏ đi. Từ khi nó về nhà này, nó có làm hại gì tới bà hay con Cầm Thư chưa? Bà hết sức là vô lý. Ông nói tôi vô lý? Phải rồi, tôi vô lý. Vô lý ở chỗ mà sống với ông mấy chục năm, giờ tôi mới hay là ông lừa dối tôi vì ông đã có vợ có con với quê rồi. Đã như vậy, ông còn qua mặt cha má tôi hết lần này tới lần khác để mà xin hỏi cưới tôi. Đặt vô hoàn cảnh của ông có một đứa con gái hết mực yêu thương, ăn học đàng hoàng, mà đi gả cho một cái thằng đã có vợ có con rồi. Chuyện sửa xưa rồi mà còn lôi ra để nói, huống hồ người ta cũng chết lâu rồi. Chết à? Người chết nhưng ký ức không chết. Từ khi nó xuất hiện trong cái nhà này, đêm nào mình cũng không ngủ sớm, chui vô phòng ôm ấp tâm hình. Bộ mình tưởng tôi không biết hay sao? Ngày xưa tôi ngu dại, tôi làm giấy tờ trao hết tài sản của cha má tôi cho mình. Bây giờ mình định giao hết tài sản cho nó, cho con trai của người ta. Tôi hỏi mình cho con Cầm Thư cái gì? Xin lỗi mình, để tôi nói cho mình nghe. Ở đời quý là nhân nghĩa, quý là phúc đức, chứ không phải giàu hay sang là quý đâu. Mình đừng có nhắc tới của cải, có can cập gì tới chuyện con cái đâu. Hai đứa đều là con tôi không thiên vị đứa nào hết. Thứ nhất, tài sản của mình phần lớn là do cha má tôi để lại. Thứ hai, mình đừng có nói láo với tôi. Mình suốt ngày dắt thằng con quý báu của mình đi khoe người nọ người kia. Ra kia mà hỏi đi, có ai mà không biết ý của mình sau này á, mình sẽ chọn nó là người nối nghiệp. Tài sản của bên ngoại chỉ có một phần thôi, cũng nhờ tay tôi tạo nên mới phát triển gấp 5 gấp 10 đó chứ. Không bột thì sao gột nên hồ? Không có nhà tôi thì làm sao mình có được cơ đồ lớn như ngày hôm nay? Nắm trong tay mấy trăm mẫu ruộng, hơn một chục tiệm buôn giải khắp lục tỉnh Nam Kỳ. Mình hãy giận lên là nói chuyện ngu đã. Tôi không nói chuyện với mình nữa. Tôi chưa nói hết, mình đứng lại. Buông ra đi. Ôi dạ. Mình ơi, mình có sao không mình? Mình ơi, người ở đâu rồi? Người làm đâu rồi? Có ai ở đây không? Cứu!